Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2023 với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 năm 2023 tại khu vực phía trước tượng đài Cảm Tử, đền Bà Kiệu, đường Đinh Tiên Hoàng, nhà Bát Giác, phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Việc tổ chức nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa và tôn vinh các di sản văn hóa, xúc tiến quảng bá du lịch giữa các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế, đồng thời phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thành phố Hà Nội đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo xúc tiến đầu tư du lịch, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án phát triển du lịch.